Chào mừng quý độc giả đã quay trở lại với Nghe Nhìn Audio. Tại Nghe Nhìn Audio thì mọi người sẽ được xem rất nhiều về thiết bị âm thanh độc, lạ, cổ và những thiết bị âm thanh cao cấp. Ngoài ra thì Nghe Nhìn Audio cũng tự hào là đơn vị được trên tay rất nhiều sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam. Và hôm nay thì Ngọc sẽ mang đến cho mọi người hai thiết bị mới được ra mắt gần đây, mới được tái hiện lại đến từ thương hiệu Leak. Gần đây thì mọi người sẽ thấy trên thị trường audio, những nhà sản xuất đang có xu hướng là tạo ra những sản phẩm có thiết kế cổ xưa, hay là họ sẽ làm ra những cái sản phẩm có ngoại hình giống với những cái thiết bị huyền thoại ngày xưa. Và đây là hai thiết bị nằm trong số đó đến từ thương hiệu Leak, bao gồm một thiết bị âm ly với mã là Stereo 130 và một đầu cơ CDT. Nhưng trước khi đi vào hai thiết bị này thì Ngọc muốn chia sẻ đến cho các bạn đôi điều về thương hiệu Leak. Thì nó sẽ thuộc tập đoàn IAG, là một tập đoàn sở hữu rất nhiều những thương hiệu audio nổi tiếng như là Luxman, Wafadel, Quark, Mission, Audio Lab, nói chung rằng là rất là nhiều. Và gần đây thì IAG đã chính thức cho tái sinh lại thương hiệu Leak, là một thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng ở những thập niên 50-60 đến từ Anh Quốc. Leak được người chơi âm thanh biết đến qua những thiết kế âm ly huyền thoại như ST20, ST50, TL12 Plus, TL25 Plus và nổi tiếng nhất là Point One. Ngoài ra còn có những dòng loa như Leak Sandwich 250-600. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với mẫu âm ly Leak Stereo 130. Thì bên trong thùng của nó sẽ đi kèm, đấy là một sách hướng dẫn sử dụng với màu sắc tông màu rất là hoài cổ này. Các bạn sẽ có một dây cấp nguồn và cuối cùng thì là remote điều khiển từ xa. Như thế này, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Và với mẫu Stereo 130 thì nó được lấy cảm hứng từ mẫu Stereo 30 của thập niên 60. Và nó vẫn sẽ được mang những cái triết lý của mẫu Stereo 30, như là chúng ta sẽ có mặt trước với hai màu sơn này, vỏ bên ngoài được hoàn thiện từ gỗ, và chúng ta sẽ có những cái núm xoay hình tròn đây, nhìn rất là hoài cổ. Tuy rằng là có mùi thiết kế hoài cổ, nhưng bên trong những cái thứ được trang bị lên nó thì lại không hoài cổ tí nào. Nó rất đầy đủ những cái cổng kết nối, những cái cổng input, như là chúng ta có thể chơi nhạc thông qua kết nối Bluetooth hỗ trợ aptX. Các bạn sẽ có ngõ vào USB và thậm chí nó có luôn cả ngõ phono để kết nối tới những mâm đĩa than. Rất đầy đủ đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai cái núm để chỉnh âm sắc bass chép, và chúng ta có cái núm chỉnh cân bằng hai loa balance. Cuối cùng thì sẽ là cái núm để có thể chỉnh được âm lượng. Ở giữa đây thì mọi người sẽ thấy một cái nút có tên là Direct. Thì chức năng của nó để làm gì? Đó là khi các bạn kích hoạt cái nút Direct này lên, đèn tín hiệu sẽ sáng, và khi đó các bạn sẽ tận hưởng được những âm thanh nguyên gốc từ nguồn phát. Bên dưới đây thì sẽ có thêm một ngõ ra headphone 6.5mm. Stereo 130 được tích hợp DAC và mạch phono MM. Mạch digital của Stereo 130 sử dụng một chip DAC 32bit ES9018 Sapre 32 với khả năng giải mã nguồn tín hiệu 384kHz trên 32bit PCM và DSD256. Ampli này được sở hữu kết nối headphone với thiết kế mạch hồi tiếp dòng, chất lượng tương đương với các headphone am rời. Phía đằng sau của thiết bị Stereo 130 chúng ta sẽ có các ngõ vào input, nó sẽ được chia ra làm các khu vực khác nhau. Phía ngoài cùng thì sẽ là ngõ vào analog, ở giữa thì sẽ là 4 cặp loa, tiếp theo thì là khu vực ngõ vào digital, và chúng ta cũng sẽ có luôn cả hai cổng để kết nối tới trigger 12V. Cuối cùng là khu vực cổng cấp nguồn cũng như là công tắc cấp nguồn. Về công suất của chiếc Stereo 130 này thì nó sẽ có là 45W. Ngoài cái chi tiết đó ra thì nhà sản xuất không công bố thêm cho chúng ta nhiều những thông tin về bên trong của cái thiết bị này, ngoài việc là nó sẽ sử dụng mạch Class AB và biến thế xuyến 200VA. Và đi cùng với cái thiết bị Stereo 130 này, chúng ta sẽ có thêm một đầu cơ nữa. Và bây giờ thì mình sẽ mang nó đến với các bạn nhé. Đầu cơ này sẽ có mã là Leak CDT. Thì với cái mẫu đầu cơ CDT này, nó cũng sẽ có một cái thiết kế bên ngoài rất giống với cái mẫu âm ly Stereo 130, bao gồm là mặt trước với sơn hai màu này, và chúng ta cũng sẽ có luôn cả vỏ gỗ. Và đây chính là cái điểm mà Ngọc rất thích, một cái vỏ gỗ, một cái chất màu rất là mộc mạc, rất là cổ xưa, và nó tông sệt tông luôn với cái thiết bị âm ly của bên dưới của chúng ta. Và với cái mẫu đầu CDT này, ở đây chúng ta sẽ có màn hình, và Ngọc sẽ bóc lớp seal ra trước để có thể chia sẻ đến cho mọi người. Thế tất nhiên màn hình này sẽ là nơi để hiển thị những cái thông tin về bài nhạc, những cái thông tin về số phút, số giây mà cái bài hát đang chạy là như thế nào. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có một khe nhấn đĩa dạng nuốt, và nếu như mọi người không muốn chơi nhạc bằng đĩa thì cũng thể chơi nhạc số bằng USB thông qua cổng USB dưới đây, thì nó có thể vừa kết nối tới USB hoặc có thể kết nối tới những ổ cứng di động bên ngoài. Bên dưới thì sẽ là một hàng nút chức năng, bao gồm những cái nút kiểu là qua bài, quay lại bài hoặc là play pause, và chúng ta sẽ có một cái nút input để có thể chọn nguồn phát.
Và để kết nối giữa hai thiết bị này thì chúng ta sẽ có hai cổng để kết nối. Một là kết nối thông qua cổng quang optical, hai là kết nối thông qua cổng digital xuống coaxial. Nhưng Ngọc sẽ khuyến cáo mọi người dùng cổng coaxial để có một cái chất lượng âm thanh là tốt nhất. Thêm nữa thì mọi người cũng nên sử dụng thêm một cái dây trigger để kết nối từ cái thiết bị đầu cơ xuống thiết bị âm ly để có thể đồng bộ được cái việc bật tắt giữa hai thiết bị này. Và bây giờ thì Ngọc sẽ mời mọi người trải nghiệm âm thanh của hai thiết bị này cùng Ngọc nhé. Và trên đó là video Ngọc trên tay đến cho mọi người hai thiết bị đến từ hãng Lick rất là mới, và Nghe Nhìn Audio là đơn vị đầu tiên được trên tay thiết bị này tại Việt Nam. Tổng quan lại thì đây là hai thiết bị mang một phong cách thiết kế rất là hoài cổ, thế nhưng song song với đó thì nó lại được trang bị những cái kết nối rất là hiện đại, giúp cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc chơi âm thanh trên hai thiết bị này. Còn về chất âm của nó thì do Ngọc vẫn chưa có nhiều thời gian để có thể trải nghiệm, nhưng thông qua một số những trải nghiệm ban đầu thì Ngọc thấy rằng nó mang lại cho chúng ta một giải âm trầm rất là ấm, nền âm sạch và giải âm cao rất là trong, không hề bị gắt. Tổng quan lại thì chất âm của nó khá là ấm. Còn cụ thể ra sao thì khi mà Ngọc có những cái trải nghiệm sâu hơn thì Ngọc sẽ có những cái chia sẻ kỹ hơn đến cho mọi người. Và mọi người cảm thấy sao về hai thiết bị âm thanh rất mới đến từ thương hiệu Lick này? Xin mời comment để lại ý kiến của mọi người ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio đón chờ những video mới nhất đến từ Nghe Nhìn Audio nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.